Xin chào tất cả các bạn. Để được cấp visa du học Mỹ thì bạn cần thỏa mãn được hai yếu tố chính, đó chính là có một khả năng giao tiếp lưu loát và chuẩn bị được một bộ hồ sơ tốt. Nhưng tốt nhất là bạn nên chuẩn bị tốt cả hai yếu tố thì khả năng có trong tay visa du học Mỹ là điều sẽ đến với bạn đó. Chủ đề trong chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ ngày hôm nay đó chính là chia sẻ kinh nghiệm, cách thức và câu hỏi phỏng vấn visa du học Mỹ từ lãnh sự quán. Chúng ta sẽ được gặp gỡ và trao đổi với gương mặt thân quen của chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ, đó chính là Quế Hương, chuyên viên tư vấn du học Mỹ đến từ công ty tư vấn du học Tân Đại Dương các bạn nhé. Xin chào Quế Hương. Chào Mai và các bạn. Câu hỏi đầu tiên là của bạn Thanh Tâm gửi thư tới chuyên mục với nội dung như sau. Xin chào anh chị, sắp tới đây em sẽ phỏng vấn xin visa du học Mỹ. Hiện nay em và gia đình đang lên kế hoạch cho em đi phỏng vấn lại. Anh chị có thể chia sẻ cho em một vài kinh nghiệm, bí quyết cũng như là cách thức và thủ tục khi phỏng vấn xin visa du học Mỹ được không ạ? Chào bạn Thanh Tâm, rất cảm ơn bạn đã nhiệt tình gửi câu hỏi đến cho công ty chúng tôi trong chủ đề chia sẻ kinh nghiệm, cách thức câu hỏi phỏng vấn xin visa du học Mỹ từ lãnh sự quán. Với một công ty đã có kinh nghiệm làm việc trên 12 năm thì Tân Đại Dương có thể tự tin nói rằng là chúng tôi rất hiểu rõ những gì một viên chức lãnh sự quán đòi hỏi ở người đi phỏng vấn. Các bạn đi phỏng vấn xin visa du học Mỹ nên chuẩn bị để có thể diễn đạt hoàn cảnh của mình một cách rõ ràng và chính xác. Cuộc phỏng vấn có thể bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Anh. Đến với chủ đề chia sẻ kinh nghiệm, cách thức câu hỏi phỏng vấn xin visa du học Mỹ từ lãnh sự quán thì Quế Hương có một số lời khuyên sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ về cách thức, thủ tục khi phỏng vấn xin visa du học Mỹ để các bạn có thể là chuẩn bị nhanh và đầy đủ hơn như sau. Trước ngày đi phỏng vấn, những loại giấy tờ bắt buộc phải có theo đúng thứ tự. Nếu không nộp đầy đủ tất cả các loại giấy tờ hoặc nộp không đúng thứ tự, bạn sẽ được yêu cầu rời khỏi hàng, sắp xếp lại bộ hồ sơ và lấy số lại từ đầu. Nếu làm việc tại công ty tư vấn du học Tân Đại Dương thì các tư vấn viên giàu kinh nghiệm sẽ sắp xếp và chuẩn bị cho bạn một bộ hồ sơ rõ ràng và chính xác nhất. Tất cả các giấy tờ hỗ trợ phải để riêng và chỉ nộp cho người Mỹ tại cửa sổ phỏng vấn khi có yêu cầu. Các đơn xin visa du học Mỹ loại F1 phải chuẩn bị những loại giấy tờ sau. Giấy tờ tùy thân phải là loại giấy tờ tùy thân có ảnh mà không phải là hộ chiếu. Hộ chiếu đã ký ở trang 3 và tháo hết vỏ bọc thêm bên ngoài bằng da, ni lông hay vân vân. Hộ chiếu phải còn hiệu lực ít nhất 6 tháng tính từ ngày dự kiến kết thúc chuyến đi đến Mỹ. Trẻ em phải có hộ chiếu riêng kể cả khi đi cùng với bố mẹ. Đừng đơn dưới 17 tuổi phải có bố mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đi phỏng vấn theo cùng. Tờ xác nhận của đơn DS-160 có mã vạch. Đơn này được điền và nộp trên mạng tại địa chỉ của lãnh sự quán. Bạn không cần phải in toàn bộ hồ sơ mà chỉ cần in tờ xác nhận. Bạn nên in tờ xác nhận bằng máy in laser đen trắng để đảm bảo mã vạch hoạt động tốt. Không nên dùng giấy bóng, không nên in bằng máy in màu. Hóa đơn đã nộp lệ phí visa tại Citibank bao gồm cả hai liên màu hồng và màu vàng. Một ảnh hộ chiếu 5x5 mới chụp trong vòng 6 tháng trên nền màu trắng rõ hai tay. Ảnh phải được dán hoặc dập bằng hai ghim vào góc dưới bên tay trái của tờ xác nhận của DS-160. Ảnh không chỉnh sửa vi tính. Xin lưu ý là nếu bạn tải ảnh lên mạng lúc khai đơn DS-160, thời gian chờ đợi trong ngày phỏng vấn sẽ giảm đi rất nhiều. Tờ giấy hẹn phỏng vấn đã đặt trên mạng. Lưu ý nếu một người đã đặt hai cuộc hẹn trở lên, lãnh sự quán sẽ hủy tất cả các cuộc hẹn của người đó. Các giấy tờ khác, mẫu I-20 và DS-2019, đừng đơn nhớ ký ở cuối trang số 1. Nếu đừng đơn xin visa, sinh viên F1 chưa đủ 18 tuổi thì bố hoặc mẹ người bảo trợ phải cùng ký vào mẫu I-20. Hóa đơn phí service I-901 gọi là phí an ninh mạng. Lưu ý nếu không nộp đầy đủ giấy tờ hoặc nộp không đúng thứ tự, đương đơn sẽ được yêu cầu rời khỏi hàng, sắp xếp lại hồ sơ và lấy lại số từ đầu. Tất cả các giấy tờ hỗ trợ phải được để riêng và chỉ nộp khi có yêu cầu mà thôi. Vào ngày đi phỏng vấn, lưu ý là đương đơn dưới 17 tuổi phải đi cùng với bố hoặc mẹ hoặc người bảo trợ hợp pháp đến phỏng vấn. Ngoại trừ đương đơn ở tuổi vị thành niên, chỉ những đương đơn phỏng vấn xin visa mới được phép vào phỏng vấn. Bạn không thể đi phỏng vấn cùng với bạn bè, họ hàng hay bất kỳ người nào khác. Và trước khi qua cửa bảo vệ, bạn có thể đến sớm hơn hoặc muộn hơn nhờ hẹn nhiều nhất 20 phút. Nhưng tốt nhất là đến sớm trong giờ hẹn và từ 15 đến 20 phút trở lên. Bạn phải xác định trước là bạn sẽ ở đại sứ quán vài tiếng đồng hồ. Và toàn bộ cuộc phỏng vấn bao gồm nhiều bước từ nộp hồ sơ đến phỏng vấn. Bạn không được phép mang các thiết bị điện tử, bao gồm cả điện thoại di động vào bên trong đại sứ quán Hoa Kỳ. Và để tiết kiệm thời gian thì bạn nên để các thiết bị này ở nhà hoặc là trong ô tô hoặc là xe máy. Bạn cũng có thể gửi các thiết bị này ở phòng bảo vệ trong thời gian phỏng vấn.
đại sứ quán không có điều kiện cung cấp chỗ đổ xe ô tô hoặc xe máy cho đương đơn. Và sau khi qua cửa bảo vệ sẽ giữ giấy tờ tùy thân cho đến khi bạn rời khỏi tòa nhà. Bạn phải đeo thẻ dành cho khách lên áo ở vị trí dễ nhìn. Trong toàn bộ thời gian ở trong tòa lãnh sự quán thì các bạn sẽ được chỉ định lên phòng chờ lãnh sự quán ở tầng thứ 2. Trong phòng chờ lãnh sự quán, lưu ý bộ phận visa có hai hệ thống số. Hệ thống số 1 để nộp hồ sơ và lấy vân tay, hệ thống số 2 để phỏng vấn. Cả hai hệ thống đều gọi theo số và không gọi theo tên. Đương đơn cần lắng nghe loa hoặc nhìn bảng hiển thị. Bước thứ nhất, lấy số tại máy số 1 để nộp hồ sơ và lấy dấu vân tay. Nhớ lấy hai liên cho cùng một số. Số này chỉ dùng để nộp hồ sơ và lấy dấu vân tay, không dùng để phỏng vấn. Bước thứ hai, chờ nghe gọi số để lên nộp hồ sơ, bao gồm hộ chiếu, cần ký ở trang số 3 và tháo hết vỏ bọc. Trang xác nhận của đơn Visa DS-160 có dán ảnh 1 ở góc dưới bên tay trái. Tờ xác nhận lịch hẹn phỏng vấn và hóa đơn Citibank, cả hai lên màu hồng và màu vàng. Mẫu I-20 hoặc DS-2019, bản gốc nếu xin visa sinh viên trao đổi khác. Nhớ ký ở cuối trang và hóa đơn Service I-901. Nếu thiếu tích bất kỳ giấy tờ nào trong các mục trên, đương đơn có thể sẽ phải rời cửa sổ nộp hồ sơ để chuẩn bị lại. Sau đó, đương đơn sẽ phải lấy số khác và tiếp tục chờ tới khi số của mình được gọi để làm thủ tục lại. Bước thứ ba là chờ nghe gọi lại số để lấy dấu vân tay và nhận lại tất cả các hồ sơ. Trong lúc chờ, các bạn vui lòng xem hướng dẫn lấy dấu vân tay chiếu trên TV và lau sạch 10 đầu ngón tay để chuẩn bị lấy dấu vân tay. Bước thứ tư, lấy số tại máy số 2 và chờ nghe gọi số để phỏng vấn. Số này dùng để phỏng vấn và đăng ký với bưu điện EMS khi được cấp visa. Đương đơn sẽ được gọi theo thứ tự từ 1 đến hết. Đương đơn nào bỏ qua lượt sẽ phải lấy số mới và tiếp tục chờ đến lượt mới. Nếu đương đơn xin visa được chấp thuận, đương đơn sẽ đến quầy EMS trong phòng chờ để làm thủ tục nhận lại hộ chiếu cùng visa. Nếu visa bị từ chối thì các bạn sẽ được yêu cầu rời phòng chờ ngay lập tức. Tiếp tục chuyên mục sẽ là câu hỏi của bạn Thùy Chi ở quận Nhất. Em xin chào anh chị, em mới đăng ký hẹn phỏng vấn và đang chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn. Nhưng em nghe nói mỗi người sẽ được hỏi mỗi câu khác nhau. Vậy thì anh chị có thể chia sẻ cho em biết những câu hỏi phỏng vấn thường gặp khi phỏng vấn xin visa dùng Mỹ được hay không? Bạn Thùy Chi thân mến, thì Quế Hương đã nhận được nhiều câu hỏi về vấn đề này và Quế Hương cũng đã từng giải thích với các bạn rồi. Nhưng Quế Hương cũng vẫn chia sẻ với các bạn thêm một lần nữa về vấn đề này trong buổi trao đổi về chủ đề chia sẻ kinh nghiệm, cách thức câu hỏi phỏng vấn visa du học Mỹ từ lãnh sự quán. Nhiều người lo lắng không biết sẽ được hỏi về vấn đề gì nên trả lời ra sao vì hai lý do. Thứ nhất, trình độ tiếng Anh chưa tốt, nhất là trong lúc phỏng vấn, tâm lý hồi hộp sẽ làm cho bạn không hiểu đúng câu hỏi. Thứ hai, vân vân không biết nội dung câu trả lời như thế nào là tốt nhất. Bạn cần hiểu rõ động cơ, mục đích học tập cá nhân, nội dung chương trình học. Đối với sinh viên cao học và nghiên cứu sinh, bạn cần nắm vững đề tài và kế hoạch nghiên cứu cụ thể. Sau đây là những câu hỏi nhân viên phòng lãnh sự quán có thể là hỏi bạn. Thứ nhất là bạn sẽ học ở đâu, chuyên ngành gì? Sau khi học xong, bạn sẽ làm gì với những kiến thức và kinh nghiệm bạn học được? Đây là lần đầu tiên bạn nộp hồ sơ xin thị thực nhập cảnh vào Hoa Kỳ phải không? Nếu câu trả lời là không thì câu hỏi tiếp theo có thể là lần đầu tiên bạn đến Hoa Kỳ khi nào? Mục đích của chuyến đi ấy là gì? Bạn học hoặc làm việc ở đâu? Bạn sang Hoa Kỳ bao nhiêu lâu? Bạn có ý định có kế hoạch ở lại Hoa Kỳ sau khi học xong hay không? Điều gì đảm bảo bạn có thể theo học chương trình mà bạn đã lựa chọn? Gia đình bạn hay người đỡ đầu có đủ khả năng chi trả cho các khoản tài chính cho bạn hay không? Nếu trong giấy tờ của bạn có ghi tên người đỡ đầu hoặc người bảo trợ thì câu hỏi tiếp theo có thể là người đó là ai, quan hệ như thế nào với bạn? Người đó sẽ đảm bảo những chi phí nào cho bạn trong thời gian bao lâu? Bạn có người thân, cha mẹ, anh chị em ruột hiện đang sinh sống ở Hoa Kỳ hay không? Nếu có thì hiện họ đang làm gì ở đó? Bạn đã có gia đình chưa? Nếu có thì vợ hoặc chồng của bạn có đi cùng hay không? Bạn có con chưa? Con của bạn có đi cùng hay ở lại Việt Nam? Bạn định khi nào sẽ tốt nghiệp và hoàn thành chương trình nghiên cứu của mình? Điểm đến đầu tiên của Mỹ của bạn là nơi nào? Và còn rất nhiều câu hỏi phát sinh trong quá trình phỏng vấn liên quan đến những thông tin mà bạn đưa ra trong câu trả lời của mình, cũng như thái độ của bạn và ấn tượng bạn tạo cho nhân viên phòng lãnh sự. Bạn nên phân tích những câu hỏi này để tìm ra những câu trả lời thích hợp nhất, đáp ứng được những yêu cầu mà nhân viên phòng lãnh sự quán đưa ra. Điều quan trọng là bạn phải tạo được ấn tượng tốt về mình trong suốt quá trình phỏng vấn, bởi vì nhân viên phòng lãnh sự có quyền từ chối cấp thị thực cho bạn vì lý do cá nhân.
Nói cách khác, vì bạn đã không tạo được ấn tượng tốt về bản thân mình. Và trên thực tế, số lượng câu hỏi phỏng vấn xin visa du học Mỹ chính sẽ dao động ở khoảng 30 câu. Và đã được công ty Tân Đại Dương phân tích và nắm bắt rất kỹ. Yêu cầu câu hỏi là thành từ 6 đến 7 câu chắc chắn sẽ được phỏng vấn. Nếu bạn cảm thấy chưa tự tin với câu trả lời của bạn thì hãy đến tham vấn ở công ty tư vấn du học Tân Đại Dương các bạn nhé. Vâng, và để kết thúc chuyên mục ngày hôm nay, xin Quế Hương hãy giải đáp cho bạn Hoàng Phương ở Đồng Nai gửi thư tới chuyên mục với nội dung như sau. Xin chào chuyên mục, em là Hoàng Phương, hiện nay em đã làm hồ sơ du học Mỹ ở công ty khác và đi phỏng vấn nhưng bị rớt visa du học Mỹ, nhưng lại không biết lý do vì sao mình bị rớt. Vậy thì chuyên mục có thể tư vấn cho em nên làm gì lúc này hay không? Để kết thúc với chủ đề chia sẻ kinh nghiệm, cách thức câu hỏi phỏng vấn xin visa du học Mỹ từ lãnh sự quán, thì Quế Hương khuyên các bạn sinh viên khi bị từ chối cấp visa, bạn không nên rời khỏi phòng phỏng vấn ngay, mà nên đề nghị nhân viên phòng lãnh sự quán nêu rõ lý do không cấp thị thực nhập cảnh bằng văn bản, liên hệ trực tiếp với trường mà bạn đến học hoặc nơi bạn sẽ đến làm việc, nghiên cứu. Có thể chỉ do một sự hiểu lầm nào đó mà trường bạn có thể can thiệp giải quyết cho bạn được cấp thị thực nhập cảnh. Trong trường hợp của em Hoàng Phương thì em nên hỏi công ty tư vấn du học của mình để biết lý do tại sao lại bị rớt visa du học Mỹ, sau đó đặt lại buổi phỏng vấn khác. Cũng như có thể do tâm lý của em chưa tốt, chưa tự tin nên lãnh sự quán đã đánh rớt em. Vì thế, sau khi hoàn thành hồ sơ để phỏng vấn lại thì hãy tự tin hơn, chuẩn bị tinh thần thoải mái, trang phục chỉnh tề, không phải là quá nghiêm túc, miễn sao mà em cảm thấy phù hợp với bản thân. Khi chưa tự tin về khả năng tiếng Anh của mình thì em hãy đề nghị được nói tiếng Việt, luôn có kế hoạch đọc rõ ràng, ý định trở về Việt Nam sau này và dự tính tương lai, vân vân. Trên đây là tất cả những gì mà Quế Hương muốn chia sẻ về kinh nghiệm, bí quyết, cách thức, thủ tục, câu hỏi, phỏng vấn, xin visa du học Mỹ từ lãnh sự quán. Nhưng để tổng hợp thông tin thành kiến thức thực tế thì không phải dễ dàng chút nào. Và các bạn có thể là có những sai sót cũng như những vấn đề phát sinh trong quá trình xin visa du học Mỹ. Do đó, Quế Hương nghĩ các bạn nên đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương để tham quan, xem xét và được tư vấn và tự quyết định có nên sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi hay không. Nhưng chúng tôi cũng hy vọng rằng với cách làm việc minh bạch từ giấy tờ cho đến các loại chi phí và uy tín hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, thì các bạn sẽ tin tưởng, ủy thác cho chúng tôi nhiệm vụ đưa các bạn đến đích của mình một cách nhanh chóng và đảm bảo nhất. Vâng, xin cảm ơn Quế Hương rất nhiều đã đồng hành cùng chuyên mục Hỏi Đáp Du học Mỹ hôm nay về vấn đề chia sẻ về kinh nghiệm, bí quyết, cách thức, thủ tục, câu hỏi phỏng vấn xin visa du học Mỹ từ lãnh sự quán. Thì với những chia sẻ bổ ích của Quế Hương vừa rồi thì sẽ là hành trang kiến thức cần thiết, tạo tinh thần tốt cho những bạn nào đang và sẽ chuẩn bị bước vào buổi phỏng vấn xin visa từ lãnh sự quán Mỹ nhé. Mọi thắc mắc về các thủ tục cũng như là các bước để hoàn thành hồ sơ xin visa du học Mỹ hoàn chỉnh thì các bạn hãy liên hệ với các tư vấn viên của Tân Đại Dương để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp nhé. Số điện thoại của Tân Đại Dương là 0838484879. Địa chỉ của chúng tôi tại 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra thì Tân Đại Dương còn có hai văn phòng khác là tại quận 5 và tại thành phố Nha Trang. Lưu ý là Tân Đại Dương không có văn phòng ngoài Hà Nội nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.